Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker và những chiếc mô tô. Thì hôm nay thì như anh em thấy là cái tiêu đề mình sẽ tư vấn và giới thiệu cho anh em và so sánh cho anh em giữa Ninja 400 và ZX25R. Tại vì cái câu hỏi này nhiều anh em rất là hỏi Minh, và bây giờ Minh rảnh rỗi có thời gian và Minh không thể đem ra ngoài đường được, vì bởi vì đường nó rất là mưa anh em. Đó, và em mở hai bóng đèn kia lên cho sáng. Đúng rồi, em mở hai bóng đèn lên. Và ở đây hiện tại thời gian này là anh em mình đang dọn xe cho anh em chơi Tết nè. Đó, đây quay đây. Ở đây là một chiếc xe anh em gửi lại để dọn cho anh em chơi Tết, bảo trì, bảo dưỡng. Đó là tới Tết là chỉ chơi. Thì những thời gian này thì anh em đem sớm như vậy nha, thì có thời gian nhiều để làm cho anh em nha. Chứ mà anh em cận Tết là có nhiều thứ nó không có, nó không có còn đâu. Ví dụ như là bố thắng nè, lọc gió đồ này nọ, có những thứ nó không có còn để thay cho anh em, không làm cho anh em đâu. Nên bây giờ tranh thủ làm cho anh em những anh em gửi đó. Trong kia có con Z8 mới xong nữa, xong xuôi là đẹp luôn. Rồi, thì bây giờ mình cứ tập trung vào Ninja 4 là Z25. Nhiều anh em cứ bàn cãi là đầu tiên về tốc độ ha, thì anh em nghe số 400 thì nó sẽ lớn hơn số 250 rồi ha. Thì 400 đương nhiên nó sẽ lớn hơn, nhưng mà Ninja 4 được cái gì mất cái gì. Ninja 4 là chỉ có hai máy thôi. Và khi cái con ZX25R này mình đánh giá cho anh em trên một cái cương vị là người mình có xe và mình trải nghiệm, mình chạy không theo cái thông số kỹ thuật nha anh em. Thì ở con ZX25R này nó giống như một cái con cá mập thu nhỏ theo mình trải nghiệm. Nó có đầy đủ giống như cá mập, quick ship, hai chế độ lái, rồi ga rất là mượt mà. Và phuộc này nọ, nói chung là công nghệ rất là nhiều, anh em có thể trải nghiệm. Nó giống như là một con cá mập thu nhỏ theo mình đánh giá vậy đó. Theo mình đánh giá là một cái con cá mập thu nhỏ. Thì ở bản ZX25R này, dĩ nhiên hai con đều có ABS, cái điều đó là anh em dễ biết rồi ha. Bây giờ mình sẽ vào cái vấn đề là hai xe này mình đều có bán. Cái xe này là chủ xe mới mua năm 2022, vào tháng 4 2022, là mới đây chỉ có 4 tháng thôi, 4-5 tháng thì thôi. Thì người ta mới đi được có 2.000 cây thôi, mới rô đai xong. Đó, xe này còn sổ bảo hành bảo dưỡng đầy đủ luôn. Và xe hầu như không có chầy nha anh em, rất là đẹp. Mình theo mình đánh giá rất là đẹp. Rồi, còn xe này là năm 2020, nó sẽ có một cái mẫu KRT màu xanh này nè. Là nó sẽ có một cái mẫu là 2018 nữa, nhưng mà 2020 đã đổi lại bộ tem khác. Đây 2020, đó là đổi bộ tem cái góc này nè, là 2020 ha anh em ha. Thì cái dòng 2020 này á, thì giá của nó lúc mua là 165-170. Bây giờ giá cũ bên mình thì con này mới đi 11.000 cây thôi, mình bán là 115 triệu nha anh em, cho một cái em Ninja 400 2020. Đó, xe này đã bọc keo nguyên con nha anh em. Xe này đã bọc keo nguyên con. Đó, và anh em khỏi lo lăn tăn, xe không có chạy xước gì nhiều đâu. Rồi, thì một cái nữa ở hai con này là quay cho anh em hai con hái bình xăng. Cái bình xăng của con này thì nó mang hơi hướng cái phân khối lớn hơn. Và cái con này nhập Thái nè, nó có tem của Thái Lan nè, đó nhập Thái. Thì hai bình xăng anh em tự đánh giá nha. Và cái tem này, những cái tem của hai con này đều là sơn ha, đều là sơn luôn chứ không phải là tem dán như những cái con Z9 hoặc là Z8 nha anh em. Sơn hết luôn đó nha anh em. Nè, tem này là sơn chứ không phải là dán nha anh em. Đó, nó sơn hết luôn. Ở đây cũng vậy. Ở đây là sơn nè, thấy không? Kawasaki Racing Tem. Đó, bên đây cũng Kawasaki Racing Tem. Thì mình thấy ở bình xăng Ninja 400 nó nhỏ hơn và nó không có bề thế bằng cái Ninja ZX25. ZX25 nhìn nó bề thế hơn mà nó bầu hơn. À, rồi, bây giờ một cái màn mà anh em lưu ý nhất đó là mời người mẫu vô ngồi để thử hai em, thử để coi thử chiều cao. Thực tế thì người mẫu này bữa nay cũng phải 1m62 nha anh em. Thì anh em từ 1m6 đó thì anh em có thể hình dung người mẫu này đang cao nha. Tại lúc vô làm bên mình là chỉ có 15 tuổi thôi, hiện tại là đang mười mấy tuổi, 16 tuổi. Ê, mày 2 năm rồi, 2 năm mày 17 chứ, 2 năm rồi từ bên nhà cũ qua đây. Ủa mỏ mày sưng hay sao vậy? Có sưng răng không? Không biết nữa. Rồi, thì 1m6 nè, 1m62 nè. Thì hồi đó 1m6 giờ lên 2 xăng rồi đó, tại vì cái đang cái tuổi lớn anh em. Thì ngồi rất là thoải mái, nếu như mang đôi giày rồi thì sẽ đẹp. Sẽ đẹp. Em có thể quay qua đây nè, góc bên đây nhìn qua nè đó cho anh em ngắm. Rồi, thì đối với một cái cương vị một người 15 16 tuổi, lúc nó 15 tuổi đã chạy với ZX25R, em cảm thấy với ZX25R nó như thế nào? Tiếng bốn mấy đúng không? Đúng rồi, tiếng la hét gầm. Rồi ở giải tu cao là đó hú rất là đã. Đúng rồi. Nhưng mà anh phải độ bô, nó hú rất là đã nha. Rồi anh em cho mọi người nghe tiếng máy đi.
Thì ở con này á, nó có một cái bát điện thoại rất là xịn, chủ xây lên rất xịn. Con này chủ mua luôn bảo hiểm, hồi đó giờ mình chưa mua bảo hiểm bao giờ. Đó. Tiếng bốn máy, này Bosin nha anh em. Xe này xe mới mua mà. Con này giá mới hiện tại mà biển số thành phố như con này á. Nẹt bô. Rồi ok. Bosin. Con này thay nhớt đồ mới hết rồi, chủ xe thay nhớt đồ mới hết. Thì á, con này giá mới mà biển thành phố nha, biển tỉnh có sẽ rẻ hơn khoảng 198-200, biển thành phố này mắc hơn 5-7 triệu gì đó. Thì nó là 200 mấy, 210 đó thì mới có xe này. Còn xe cũ mình đang bán, xe này mới luôn nha, giống mới luôn. Thì nó chỉ có 170 triệu thôi nha anh em nha. Thì xe này có trang bị woodship mà, woodship 2 chiều đá lên đá xuống thì nó y như con cá mập thu nhỏ. Thì mình đánh giá là nó giống như một con cá mập thu nhỏ. Woodship 2 chiều chống đổ, in solo, có một cái in solo nữa rất là đẹp, chân quầy rất là đẹp. Rồi thì bây giờ mình sẽ nhanh tay để mình qua con Ninja 4. Ninja 4 này có cái cây trợ lực nè. Này là chủ xe lên á. Những anh em bán xe cho mình thì những anh em cũng biết rằng những cái đồ chơi trên xe mình luôn để lại cho anh em để đỡ tốn kém. Chứ mình không khi nào, ít lắm không khi nào luôn anh mà tháo cái đồ chơi ra. Trừ khi cái đồ chơi nó là đồ chơi lỏ, đồ chơi dởm. Rồi anh thấy sao nó ngang ngang nhau rồi em? Này nó ngồi nó không có bị bê hơn con này. Con này ngồi nó bê ra đúng không? Kia nó bành ra ngồi con... Đúng rồi, thì con này nó khép vô. Thì cái con này á, theo anh đánh giá thì con này ngồi bê ra nó cảm giác như ngồi phân khối lớn đúng không? Đúng rồi, phân khối lớn. Còn con này nó ngồi khớp lại thì, nhưng mà con này mạnh hơn nha. Này mạnh hơn. Con này ga đầu 400 nó rất là bốc. Đó, con này là con Ninja 650 rất là bốc, nhưng mà bị cái nó không có âm thanh bốn máy. Rồi cho anh em nghe, không có chế độ lái gì luôn, giống như con GS25 nha anh em. Cho nên vì là lý do sao nó rẻ hơn. Rồi nẹt bô anh em nghe nè. Xe này rất là mới nè. Rồi. Đó, đó là một M220. Anh em nhớ lưu ý giá mà mình đã báo cho anh em ha. Em này là 115 triệu, xe rất là đẹp, dán keo nguyên con. Còn em này là rất mới. Em này anh em mua về là giống như là mình mua xe mới đó. Còn sổ bảo hành đầy đủ, mới đô đai xong mà mới thay nhớt luôn á anh em. Đó, xe này mình kể lịch sử cho. Đó là người mẹ em mua cho người con ở nước ngoài về anh em. Người mẹ hiện tại đang đứng tên luôn à, cô đó cũng 6 mấy rồi, 65, 66 rồi đó. Thì mua cho con, nhưng mà con trai không có thích, không thích mô tô. Thì thôi cô bán à, cô bán lại cho mình. Cô có coi clip rồi đó. Nói chung là những anh em mà tìm tới mình để bán xe á, mình nói thẳng câu luôn, mấy anh em quá tuyệt vời. Những anh em bán xe cho mình quá tuyệt vời. Anh em toàn đem xe và anh em báo tình trạng thực tế luôn á. Nói chung nhiều khi mình khỏi còn coi luôn á. Anh em quá tuyệt vời, tại vì mình sống sao mình được những anh em như vậy đem xe tới cho mình. Đó thì quá đẹp đó anh em. Ở Ninja 4 này và X25 hai con đều có chống đổ hết, anh em được tiết kiệm được mớ thời gian và khá tiền. Quay em có thể quay trong cục máy Ninja 4 là rất là đẹp. Đó, cái này là cái bảo vệ các nước nha anh em. Cục máy còn chấm son đầy đủ luôn. Đó, rất là đẹp, rất là ok. Mọi thứ nè, chó đèn mới lắp mới 220 thì nó cũng là đời cao rồi anh em. Còn con này là 2022 luôn. Đó. Rồi. À, bây giờ vô đây là mình có con này cũng đẹp nữa nè. À, Subandit. Anh em hay hỏi Subandit. Con này thì biển số Bình Dương nha anh em. 61. Đây là em Subandit. Em này mới đi 10.000 cây thôi nha anh em. Có rất là nhiều đồ chơi, cái này đã lên bi cầu luôn nè, lên đầu bi cầu. Đó, rồi có cái ba ga để anh em đi phượt luôn. Con này là mẫu 221, theo mình coi đó là 221 nha anh em, cái màu này màu 221. Ba ga đi phượt. Đèn rất là sáng, em mở hết tất cả chức năng đèn rồi. Em biết không, hay kêu Hưng vô mở. Nhiều quá. Nhiều lắm. Nói chung nhiều chức năng lắm, anh em qua mình sẽ tư vấn. Tại vì nó lên cái bộ đèn này nè, cái bộ đèn triệu mấy. Cái bộ triệu mấy, 2 triệu nè. Nhiều lắm, nhiều nút lắm. Em có thể quay qua đây nè, cho anh em thấy nè, nút nó lên công tắc nhiều nút lắm. Rất là nhiều nút. Rất là nhiều nút nha anh em. Rồi. Thì cái này mình anh em mua xe sẽ hướng dẫn sau. Thì con này mình để giá hạt dễ cho anh em. Cái này mới vô bộ vỏ Michelin luôn à. Con này mình để anh em 37.500.000. Đó. Anh em chơi là tuyệt vời luôn nha anh em. Xe còn 90%. 10.000 cây. Đó, Subandit. Rất đẹp, biển số Bình Dương.
Rồi. À, con này hình như khách cọc rồi, mình còn con CBR 650, con CBR này 6.000 cây nè anh em. Đang dán keo nha, lột keo ra là như mới. 6.000 cây thì như mới nha anh em. Đang dán keo, lột keo là như mới luôn, nó dán keo nhám anh em. Gọi nhám á. Con này có bộ độ đồ chơi yên đầy đủ nè, đó. Đầy đủ mọi thứ. Rồi, con này là 206 triệu nha anh em. 6.000 cây nè, cái nắp CNC đẹp chưa nè. Đó, quay cho anh em thấy 6. Nè, sổ bảo hành đầy đủ nè, đó, thấy chưa? Chìa khóa nè, đó, có bộ độ bô zin còn luôn nè. Bô zin hình như em cắt trên lẩu mà. Em cắt đúng không? Quá tuyệt vời luôn anh em, quá tuyệt vời. Rồi, thêm một em này nữa. Đó là GVS Demon. Con này chưa rô đai, ba mấy triệu thôi nha anh em. Xe này đẹp lắm, xe này là xe mới luôn đó. Chả khác gì mới. Rồi em này GX 44 triệu, GX 3.000 cây màu đen. Còn xe này là mình dọn cho anh em nè. Anh em thấy không, khi mà mình dọn xe cho anh em là nó sẽ mới từng cái vỏ, bộ bố thắng, mọi thứ nó ken. Đó, mình nói chung mình cố gắng làm mới nhất có thể cho anh em thôi, chứ mà như mới sao được, đúng không? Mình cố gắng làm hết. Thì trong quá trình mình dọn xe cho anh em á, là mình chụp hình chi tiết lại, làm cái gì là mình làm lại hết cho anh em. Cho nên anh em cứ yên tâm mà anh em gửi xe lại cho mình, xe anh em chỉ có đẹp hơn, không bao giờ xấu hơn. Đó, và khi mà làm cái gì mình sẽ báo giá chi tiết cụ thể từng chiếc xe đó. Nhưng mà gần Tết thì anh em gửi từ bây giờ, là chứ gần Tết gấp rút quá, nhiều quá thì năm nào cũng vậy. Gần Tết là có thể một số xe mình từ chối á, tại vì mình không có đủ thời gian làm chiếc xe, phải tập trung thiệt là tập trung vào chiếc xe đó mình mới đủ thời gian mình làm. 2-3 anh em tập trung vào chiếc xe làm hết xong mới qua xe khác. Cho nên mà anh em gửi cận Tết thì ai mà nhận được, mình cảm thấy nhận được thì mình nhận, còn không được thì mình anh em ở nhà tự dọn. Rồi, cảm ơn anh em. Thì anh em có thắc mắc gì hai chiếc xe này á, thì anh em cứ inbox hỏi mình. Đó, mình đã giải đáp hết rồi. À, về tiêu hao nhiên liệu thì dĩ nhiên là bốn mấy sẽ hao hơn hai mấy. Đó, bốn mấy thì con này tiêu hao nằm khoảng tầm 20 cây lít, 20. Còn con này thì nó nằm khoảng 27-30, tùy theo cách mình chạy nữa nha anh em. Chứ không phải là cái này mình chỉ là ước chừng thôi. Mình nói ở đây là ước chừng, tại vì khi mình chạy xe á, chính bản thân mình chạy, có lúc mình chạy được bao nhiêu đó, có lúc mình chạy hơn. Nó không, mình ước chừng cho anh em nhắm thôi, chứ không có thể nào mà ra cái con số chính xác và cụ thể được. Nè, quay cho anh em coi chỗ này em thấy không? Con ốc bên năng của ZX25 rất là đẹp luôn, ốc bên năng rất là đẹp nè anh em coi nè. Nó mới tới từng cái dĩ luôn, dĩ sơn nè, nó mới cực kỳ. À, và anh em lưu ý cái bộ nhông sơn dĩ mà zin theo hãng nha, là nó pha sắt rất là nhiều. Cho nên từ hãng ra anh em thấy có những cái móc rồi nè, do cái sắt á anh em. Đó, còn chừng nào anh em muốn mà nó không sát á, thì anh em phải thay một cái cọng sên, gọi là sên độ, giống như cá mập mình. Nhưng mà cái cọng sên độ này á, nó chỉ đi dạo phố rồi thôi, nó không có đa địa hình giống như cọng sên zin của hãng. Cọng sên zin của hãng á, tỷ lệ sắt ở trong đó rất là nhiều. Cho nên khi anh em mua anh em sẽ thấy nó ố ố lên miếng, mà gọi là vàng của sát á. Đó là sinh viên nó vậy đó anh em, chứ không phải anh em nghĩ là xe đi nhiều nó sát đâu. Đó, xe mới mua anh em để ý đi, trong cộng sên nó có chấm đen đó, tại vì nó có rất là nhiều hợp kim sắt, mà khi anh em không đi hoặc là vận chuyển hoặc là để là nó sẽ ố lên, anh em rửa là sẽ sạch. Còn anh em muốn không mà anh thay cộng sên giống như cá mập nè, đó sên đó là nó không có ra tan, nó không có sát, nhưng mà nó chỉ đi kiển, đi tu thôi, chứ nó không đi đa địa hình như đường đốc, đường dèo, nó dở lắm, nói chung đường này mất kia. Còn khi cái hãng người ta thiết kế ra cộng sên của người ta là có thể đi đường trường nó không ngon, đi trong phố nó không ngon, nhưng mà cứ mỗi cái địa hình nó được cái chất lượng khá, ví dụ 6 điểm, 7 điểm, leo dốc cũng được, mà leo đèo cũng được, đi đường cát cũng được, nó nằm ở điểm khá, người ta tính toán hết rồi, kỹ sư người ta tính toán hết rồi. Khi mà mình vô cộng sên độ, sên phốt, sên đẹp, sên vàng thì nó đẹp. Ờ, nhưng mà nó êm, có thể nó êm hơn, nhưng mà khi vào cái đường, những cái địa hình khác nhau thì nó sẽ không bằng cái cộng sên mà kỹ sư hãng người ta đã thiết kế ra cho mình. Đó là cái điều anh em nhớ lưu ý. Rồi thì hai con thì đẹp như nhau đó, anh em thích con nào thì anh em cứ nhắc máy lên alo cho mình. Số điện thoại đây, số điện thoại đây đó. Ninja 400 là biển số thành phố Biên Hòa nha anh em, thành phố luôn nha, thuế chỉ 1% thôi nha. Còn ZX25 là thành phố Hồ Chí Minh. Đó, bản đích là Bình Dương. À, con GVS Demon màu cam là xe thành phố. Con CBR 650 cũng xe thành phố. Con GX là xe Bình Dương. Đó. Rồi anh em lưu ý cho mình ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip.
Hy vọng anh em sẽ nhớ đăng ký kênh và subscribe của kênh để Minh lên 500.000 sub. Còn Minh sẽ livestream 500.000 sub, mình sẽ livestream tặng cho anh em những cái món quà kỷ niệm và hấp dẫn nha anh em, gồm có nhớt, đồ chơi xe. 500.000 sub mình sẽ livestream tặng quà cho anh em nhớ lưu ý nha anh em. Rồi tạm biệt anh em, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe nha anh em.